Bướm chịu yêu. À, chú. Xin chào cô chú anh chị nha. Cậu về mọi người ơi, bướm bướm về luôn. Bên đây. À, đem cậu đi rồi. Đi luôn rồi. Rồi. Wow. Cậu về cô chú anh chị ơi. Wow. Cậu không cho dở rạp rồi. Chú nghe thông tin dở rạp rồi chú thấy sao chú? Ai biết đâu cũng nghe nói là dở rạp đó để trả lại cái tự nhiên đó mà, chứ đâu có để về hoài được đâu. Dân mỗi ngày có mỗi bô lên nó làm với cái con hao viên này nó khác lạ, nó không giống ở chỗ khác rồi. Chú buồn sớm lên rồi. Vậy thì theo chú là nên dở hay nên để chú? Không, chứ dở hay để đó là cái quyền của mình. Nhiều khi người dân người ta thích, người ta thích là để đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bên phía hoa viên này ta không muốn. Ta để qua 100 ngày là dữ lắm rồi. Dạ. Nhiều lắm rồi. Ái mộ vậy lắm. Mấy tháng nữa, ba tháng mấy rồi. Ba tháng mấy này ta muốn là trả lại cái mộ giống như các mộ khác vậy thôi. Nghệ sĩ hoặc là ở Thanh Sang cũng chôn ở đây luôn hả ta? Dạ đúng rồi, Thanh Sang chôn ở đây luôn chú. Thanh Chú Huệ chắc cũng gần đây. Dạ, dạ. Có gì? Nghe nói là chú là hàng xóm ở dưới nhà cụ Năm Vũ Linh. Cách cho lắm chừng 2 đều coi vô tiếp bi thôi chứ đâu có lên, ở đây mới lên. Sớm luôn. Sớm luôn mà sát bên. Chú thấy cậu Năm là lúc mà đi diễn đồ không chú? Không, hầu như là mình coi trên mấy cái băng video hồi đó nhiều. Chứ cũng không thấy ông diễn. Coi hầu như ông đóng phim ở đâu, ông đóng ở các nơi nào. Mấy miệt Bửu Long rồi đó, hoặc là mấy cái vô Đại Nam đồ ông đóng rồi. Để lấy cảnh chùa chiền rồi mình cũng coi, nhưng mà vô trong video thì mình có mua về coi. Chú ơi, hôm giờ con thấy ở dưới nhà cậu hình như thấy lộn xộn lắm ở dưới phải không chú? Những kia tài sản nội bộ. Dạ rồi, chú anh chúng cảm ơn chú rất là nhiều nha. Mới gần nhà cậu Năm luôn nè cả nhà. Gần nhà cậu Năm mới lên. Gần nhà cậu Năm nữa. Có đang xóm nữa đó. Hàng xóm không? Hôm nay là toàn là hàng xóm của cậu lên không? Hàng xóm lên là bốn đậu thôi nha. Hôm nay là hả? Hình như là cậu có báo mộng đúng không? Cậu báo mộng. Tao nghĩ là cậu về cậu không cho vợ đạp đó. Cậu mới về cậu đậu trên tay của tụi nó. Tụi nó la quá trời. Quá hổm. Anh thấy á. Em thấy anh quay con người mà anh cũng kêu cậu nữa hả? Hôm nay con bướm. Ok. Người là người khuất mặt khuất mày á, hay về là về con bướm chứ không có về con rùi đâu nào. Đâu mới tay mà cô thấy không, cô thấy không có đâu người ngoài đâu. À. Phải không? Đây là đâu YouTube không à. Cô thấy là cậu đậu gì cô có linh cô thấy như sao không? Thấy như linh chứ gì sao đâu. Thấy gọn gàng không? Cô thấy gọn gàng con bướm nó bay không không bay luôn phải không? Về đậu à, báo hiệu cái điểm gì con không biết luôn. Hôm nay là dở rạp mà cậu về cậu báo tin báo gì không biết. Cậu đó cô nói là trời mưa lạnh ổng kìa. Dạ không cô, cái mọi người nói là mưa lạnh cậu là tại vì khi che đó thì mưa nó tạt vô lạnh cậu, chứ khi dở ra là cậu sẽ được lên thiên đường. Không, tới với mấy người người ta đi vô thăm viếng mộ mà sợ mưa lạnh người ta nó tội nghiệp ta đó. Giống như là giờ đang có máy che cản cậu á. Kìa kìa, ông giám đốc qua duyên vô hay gì? Giám đốc qua duyên vô hả? Wow, chú chạy ngang vòng đó. Đúng rồi, chú đó, đi tuần. Chú giám đốc qua duyên đi tuần. Giám đốc vô qua duyên. Chú coi coi cái gạp như thế nào rồi dở luôn hay không. Đó, chú phải coi xem xét. Tại vì nếu mà có vợ gặp thì cũng phải coi ngày giờ thích hợp đó. Ờ đúng giờ mà vợ đúng rồi cháu. Thì giống như là chú chủ tịch quay viên ngày chắc cũng ta sẽ coi mấy cái điều đó rồi đúng không anh? Vợ rạp thôi mà cũng coi nữa hả? Đúng rồi. Qua wow, mà sao coi giống coi như là gì vậy, làm đám ma đám cưới cũng phải coi ngày vợ rạp cũng coi ngày. Cô có tin là phải vợ rạp phải coi ngày không cô? Không tin. Mất gì coi ngày phải coi gì không thì không coi ngày cũng được, nhưng mà mình coi thì nó sẽ đẹp hơn đúng không con? Là không vô giờ đẹp cũng được mà vô giờ đẹp thì càng tốt. Không, nó nói cũng có lý, mà mình làm cái chuyện gì nếu mà tin á là mình phải coi ngày. Ví dụ cô đi ra ngoài đồng thì cô cũng phải coi ngày, ví dụ cái ngày tốt rồi cô đi, ngày không tốt đi không cho đó. Coi là không có hay bằng cái vụ kinh xăm mới hay lắm. Xin xăm là mới hay chứ còn coi cũng không hay. À vậy là bây giờ cô bày một kế là phải xin xăm. Mày có 200 không? Mày lấy có chiếc dép nè. Chiếc dép đực chứ lớp cái phải không? Giờ thì vậy thôi là bây giờ mặt nửa mặt lật vậy đó. Không được mày.
Dây dép là không được. Rồi, chứ mình đâu có mấy cái đồ cái đó, chỉ có mấy chỗ chùa với lại mấy thầy rồi mới có mấy cái đó thôi, chứ mình đâu có giờ có. Trong chừng vài bữa người ta đem lại để cho khách người ta xin xăm. Thôi à, con cảm ơn cô nha. À, bây giờ ở trong là cũng nhiều đồ lắm rồi, quay cho mọi người xem đi. À, đó. Này cũng cúng cho cậu Heineken luôn á. Chè luôn nè, rồi bánh. Tôi cúng cậu mà không khui bia cho cậu uống. Ơi bình tĩnh lên hả? Không phải đâu. Trời mấy cha nội này. Xe bình tĩnh khác, xe bình tĩnh. Xe bình tĩnh biết. Nó không cho mình lại hả? Dạ. Sao cô? Xe đó không cho mình lại đây hay gì? Dạ đâu có đâu cô. Nó lại tôi giếng mà. Giếng bình thường. Ừ. Ai tới giếng cũng được á, đâu là, không có cấm ai hết cô. Là mừng gì đâu. Dạ, à, tại vì nãy có cái anh kia anh nói là bình tĩnh đến nhưng mà cái xe đó không phải xe của bình tĩnh. Dạ. Trên đường đến đúng rồi. Nghe tin là trên đường đến mà nó dự đoán là cái xe đó bình tĩnh mà con thấy là xe không phải. Tại vì thì con quay bình tĩnh nhiều thì con biết là bình tĩnh đi xe nào. Đúng là anh Vũ Lân đi xe nào đúng không em? Rồi thì thật sự mà nói hôm nay là cúng cậu rất là nhiều luôn. Hình như là sao tự nhiên hôm nay có người cúng kinh rất là nhiều, hình như là muốn mọi người tụng kinh hay cho cậu á. Nhiều YouTube nhiều YouTube tâm không có tốt quá anh nên phải đọc kinh. À YouTube tốt quá, tâm không tốt là phải đọc kinh hả? Như em tên Tâm em tốt quá trời em đâu cần đọc kinh đâu. Trời ơi trời. Ngoài tên Tâm là phải đọc cây kinh nha. Còn tên Tâm là khỏi. Thì ở kinh đó kinh Địa Tạng hả mày? Đúng rồi. Ê có cô vô đọc kinh kìa. Trời ơi cô. Mới nói kinh là có cô vô đọc kinh rồi. Phải cô không? Còn phải cô nè. Cô ơi hôm nay rất là nhiều kinh Địa Tạng á cô. Để ở cái mộ cậu á. Ngày đó đó cô. Cô muốn đọc kinh Địa Tạng hay cô tính đọc kinh Sám Hối? À không à. Cô đọc kinh nào cũng được. Dạ. Kinh từ bi thủy sám là sám hối cho con năm luôn. Dạ. Dưới nếu mà còn kịp giờ cô sẽ tụng một thời kinh Lăng Nghiêm để trừ bữa hổm trừ những bữa hổm mấy sư cô mà giọng dạ. Để là mình trừ những cái tà ma. À, mình đọc thì kinh rất là tốt cô. Ừ. Dạ. À, để cho cô làm việc của cô. Dạ, cô thì cô một đọc kinh nào cũng được á, cũng tốt cho cậu hết á, không cô có tấm lòng mà. Cô có tấm lòng. Ở trong có kinh Địa Tạng thì cô đem thêm kinh khác vô cô đọc không, nữa. Cô đọc kinh của cô đó, cái kinh Địa Tạng đó là để đây cho mấy bạn mà tâm không có tốt có đọc. Không, không phải. Dạ. Kinh Địa Tạng là mình đọc cho để mà dưới cảnh địa ngục á. À, thoát cảnh địa ngục. Cảnh. Từ xưa Bồ Tát nè, ngày Địa Tạng á là quyền. Bây giờ mình kết thúc video tại đây cô nha. Nguyện là Ngài sẽ cứu độ tất cả chúng sanh. Rồi Ngài Ngài mới thành thật. Yeah. Cho nên Ngài độ dưới địa ngục đâu có thể nào độ hết tất cả chúng sanh. Yeah. Nên Ngài chỉ là một vị Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Yeah. Rồi giờ cô vô đọc kinh rồi, cô chú anh chị ơi. Đi theo quay cho cả nhà xem. Vắng hay cô ngồi trước? Dạ, vắng lắm cô. Cứ ngồi trước đi cô. Cô có việc ngồi trước cô tụng kinh. Cô ngồi bên này nè cho nó mát. À, dạ, ngồi dạ. Bên này cho nó mát. Rồi bây giờ cô, đây con cũng giới thiệu với cô đây quá trời kinh nè cô. Nè. Đây là kinh Địa Tạng là cũng mấy chục cuốn rồi, đang để đây nè cô. Đó, trọn bộ luôn. Cô có kinh này hả cô? Biết rồi, cô biết rồi. Dạ. Thì cái này là có người cúng cho cậu là một mớ kinh gì đó, ai muốn lại đọc kinh cho cậu. Cái tấm hình này nè con. Dạ. Đem xuống để đây được luôn. Dạ được con. Để rồi. Cho cô lại Phật. Dạ rồi. Dạ, cầm cho anh lấy đi. Tâm cho anh vô lấy. À, Tâm Sư Phố xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Để đây nè, ngồi đây. Ngủ đó rồi. Vắng rồi, vắng rồi. Dạ cô đến để đọc kinh Sám Hối, kinh Sám Hối anh Tâm. Đúng rồi, cô ngồi đây cô đọc kinh được mà. Đừng đi thiện sáng. Để cô đọc đi. Con đưa biên giấy đó. À, này lấy cái giấy kia cái mọc không em dơ con. Lấy giấy nào. Ơi. À, phải xin phép. Được mà. À. Dạ. À, xin gia đình đó hả? Dạ. Xin gia đình ta. Ừ. Vậy giờ con có gỡ này không cô? Khoan ha, rồi con gỡ chút mối rồi, còn có mối nữa. Bây giờ Hân Trần xin chào cô chú anh chị nha. Hân Trần kết thúc clip đây, nếu mà có cô có đọc kinh thì Hân Trần quay lại nha cô chú anh chị.
xin gia đình hả? Hỏi gia đình. Rồi con không biết nữa, để con hỏi chứ coi. Rồi.